Chào mừng quý phụ huynh, các em học sinh đến với kênh 123 Học Tốt. Quý phụ huynh và các em học sinh hãy bấm nút đăng ký dưới video, bấm vào chuông để nhận thông báo về những bài giảng mới nhất của cô giáo nhé. Trong tiết kể chuyện ngày hôm nay thì các con chúng ta sẽ quan sát tranh, sau đó thì là nghe cô kể mẫu câu chuyện chiếc bánh rán ngốc nghếch, các con sẽ kể lại câu chuyện chiếc bánh rán ngốc nghếch. Trước khi các con nghe cô kể mẫu thì các con hãy quan sát thật kỹ bốn bức tranh và cho cô biết là câu chuyện của chúng ta có mấy nhân vật, là những nhân vật nào. Quan sát vào tranh thì chúng ta thấy được là câu chuyện có nhân vật thứ nhất chính là bánh rán, nhân vật thứ hai đó là sói, và thêm một nhân vật nữa đó chính là ông của bánh rán. Vậy thì bánh rán đã làm gì, rồi sói nịnh bánh rán, và nó muốn làm gì với bánh rán, và câu chuyện kết thúc như thế nào? Cô mời các con chúng ta cùng lắng nghe cô kể câu chuyện chiếc bánh rán ngốc nghếch nhé. Một hôm, nhân lúc ông bà không để ý, bánh rán liền nhảy tót ra đường chơi. Nó vừa đi vừa hát: ta là bánh rán giòn giòn, chân ta chạy lon ton. Ta bỏ ông ta đi, ta bỏ bà ta đi. Đi đến cửa rừng, bánh rán gặp một con sói tinh ranh. Sói giả giọng ngọt ngào nịnh bánh rán: ôi bánh rán ơi, em mới xinh đẹp và hát hay làm sao, em hãy hát cho chị nghe nào. Bánh rán tưởng thật lại hát to. Sói lại nói: ôi em hát hay quá, nhưng tai chị nghe không rõ, em hãy nhảy lên mũi của chị hát cho chị nghe nào. Bánh rán tưởng thật nhảy lên mũi sói tiếp tục hát. Sói lại nói: ôi em hát hay tuyệt vời, nhưng em có thể trèo lên lưỡi của chị vừa hát vừa nhảy múa được không? Nghe sói nói như vậy, bánh rán sung sướng lắm. Nó không kịp nghĩ ngợi gì, liền nhảy lên lưỡi của sói. Nó chưa kịp cất câu hát thì sói đã há to miệng định nuốt chửng bánh rán vào bụng. Bỗng có một tiếng quát vang lên: sói già, muốn chết không? Ông của bánh rán xuất hiện với cây búa trong tay. Sói giật mình bỏ chạy, làm rơi bánh rán xuống đất. Ông đi lại đỡ bánh rán lên, còn bánh rán thì run lập cập và được một vèn hú vía. Các con vừa nghe cô kể câu chuyện chiếc bánh rán ngốc nghếch. Qua phần nghe cô kể chuyện thì các con hãy cho cô biết bánh rán trong câu chuyện là người như thế nào. Theo cô thì bánh rán là một người ngốc nghếch, ngây thơ, chủ quan và dễ tin người. Các con chúng ta không nên học tập cái tính chủ quan và tin người của bánh rán nhé. Chúng ta không nên tin người lạ, chúng ta không nghe những lời nói ngon ngọt dụ dỗ của người lạ, vì như vậy rất dễ gặp nguy hiểm. Cuối cùng, cô chúc cho các con chúng ta hoàn thành thật tốt nhiệm vụ học tập của mình. Các con hãy tự tin và kể chuyện thật là hay cho thầy cô, bạn bè và cho người thân của mình nghe nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các con ở những cái tiết kể chuyện sau nhé.